Chủ đời là nhà thì thiên mua luôn, dù đắt hơn 3 tỷ, tàu sông để đó thuê nơi khác buôn bán kinh doanh thuận lợi, vàng đeo đầy tay. Thì cái dãy nhà của Thi á quá đắt, bán 4 tỷ, 4 tỷ rưỡi à. Vì bán đắt quá mà khách đông quá, cho nên bán đắt quá thì chủ nhà nói là bây giờ anh bán nhà. Cái Thi mới hỏi bán nhiêu? 7 tỷ rưỡi, hết hồn luôn. Cô gái chuyển giới Ti Thi hay nữ hoàng gỏi đu đủ đã tạo dấu ấn trong lòng dân tình bởi khiếu nói chuyện thật thà hài hước, thái độ tiếp khách niềm nở và đôi tay làm gỏi khéo léo. Từng tiết lộ bản thân sở hữu căn nhà hơn 7 tỷ đồng ở thành phố Hoa Lệ, nhưng trên kênh YouTube của mình, cô chia sẻ thêm về câu chuyện ngoài mong muốn khi tậu khối bất động sản này. Theo đó, Ti Thi cho biết dãy nhà cũ trước đó được định giá không quá 4,5 tỷ đồng, tuy nhiên do thấy nữ hoàng gỏi đu đủ bán hàng đắt khách quá nên chủ cố tình làm khó để cô dọn đi chỗ khác hoặc mua lại căn nhà đó với giá 7,5 tỷ đồng. Nữ YouTuber kể lại, đây là chia sẻ thật, có gì để sợ nữa đâu, hết hồn luôn. Lúc đó thì cũng hồi hộp. Sau khi nghe giá 7,5 tỷ đồng, Ti Thi quyết định không mua, vì với số tiền này cô có thể tậu hai căn hộ khác. Nữ YouTuber nghĩ, tiền để trong ngân hàng thì mỗi tháng cũng lãi được 40, 50 triệu đồng, đủ để về quê sinh sống với mẹ khi quán của mình hết hot. Sau đó chỉ cần livestream bán mỹ phẩm và nghỉ bán gỏi, dành thời gian để dưỡng già. Thế nhưng Ti Thi bán 4-5 năm mà thấy vẫn không hết thời nên chốt đơn mua luôn quán cũ đó. Cô kể rằng ai ngờ rút tiền ra hết mua căn nhà 7,5 tỷ đồng còn vốn vài tỷ thôi. Nói chung là vậy, coi như cô đã mất trắng 3 tỷ đồng vì chủ nhà báo giá cao hơn so với mặt bằng chung. Nói thêm về việc kinh doanh của mình, cô chia sẻ ở quán cũ có 10 nhân viên, còn cơ sở 2 có đến 20 người, mỗi ngày hết 2,5 đến 3 triệu đồng tiền ăn. Mỗi tháng nữ YouTuber còn tốn thêm 31 triệu đồng thuê hai mặt bằng trước quán và thêm 50 triệu đồng tiền cho quán mới. Do đó Ti Thi luôn cố gắng làm việc không nghỉ ngày nào để phát triển thương hiệu và đủ cán đáng chuyện kinh doanh. Trong video trước đó cô từng nói việc chuyển sang thuê thêm chỗ khác là để thử sức mình và đồng thời chiều lòng khách hàng, nếu không làm ăn được thì lại quay về cơ sở cũ. Tuy nhiên, Ti Thi vẫn buôn bán thuận lợi nhờ sự tận tâm, duyên dáng và tài khéo ăn nói của mình. Người đẹp chuyển giới có thu nhập rất ổn trên mảnh đất Sài Thành. Có những ngày Ti Thi bán được một tạ đu đủ, 2.000 đến 3.000 ly trà tóc cũng như đón 1.000 lượt khách ghé quán. Tính xương xương, mỗi tháng cô kiếm hàng trăm triệu đồng từ việc kinh doanh. Trước đó, cư dân mạng đã không khỏi choáng váng khi Ti Thi khoe bên trong quán mình có cả một bảo tàng chày cối, giúp kiếm 3 tỷ một năm. Đây chính là những dụng cụ giúp nữ YouTuber kinh doanh buôn mày bán đất mua được nhà sau khoảng thời gian dài lập nghiệp. Một hình ảnh khá quen thuộc của bà chủ Ti Thi đó là cô luôn đeo vàng chữ cổ kín tay trong lúc bán hàng. Nữ hoàng gỏi đu đủ cho biết sở thích của mình chính là kiếm tiền để mua thật nhiều vàng và nhà đất. Cô tâm sự rằng đó không chỉ là đam mê mà còn vì lý do phong thủy. Nữ YouTuber chia sẻ rằng Thi trả lương cho nhân viên còn bao nhiêu tiền thì để mua vàng lấy hên, nhân viên lãnh tiền cũng vui mà mình làm hoài không mua thì cũng buồn. Đi lên từ cực nhọc nên khi có cuộc sống ổn định hơn, Ti Thi luôn đồng cảm với những người lao động. Trên kênh YouTube cô thường xuyên chia sẻ việc mình mua ủng hộ đồ cho những người bán hàng khó khăn hay tặng tiền cho bà con nghèo khó. Nữ YouTuber từng sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu đồng để làm từ thiện, giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực. Được biết, Ti Thi từng nổi lên như một hiện tượng mạng vào năm 2018 nhờ clip ghi lại hoạt động bán hàng của mình. Trước đó, nữ hoàng gỏi đu đủ từng tham gia nhiều gánh hát lô tô từ Nam ra Bắc để kiếm sống. Nhìn vào cuộc sống đủ đầy của bà chủ quán gỏi, ít ai biết rằng cô từng có tuổi thơ lo ăn từng bữa ở biển hồ Campuchia. Trong video mới nhất, cô đã về nơi mình lớn lên và bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian vất vả. Ti Thi kể, ngày bé cô và mẹ sống tại một căn nhà nổi tạm bợ, có gì ăn nấy. Dù biết sẽ mất trắng 3 tỷ đồng để mua nhà, nhưng Ti Thi luôn cố gắng làm việc để có thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Có thể thấy, những gì nữ YouTuber có được, một nhờ cái duyên trong việc kinh doanh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển quán gỏi sao cho luôn giữ chân khách hàng.